Các bạn, tôi là Trịnh Thiên Nguyên, nhân viên của công ty Casawai. Hôm nay tôi xin giới thiệu với chị các bạn một bộ dụng cụ rất là phổ biến cho người thưởng thức rượu vang. Đó là máy chip decanter. Đây, trên tay Nguyên, hay còn gọi nôm na là bộ sụp khí rượu vang. Đầu tiên chúng ta cần phải biết rằng quá trình làm nó không thể tiếp xúc rượu vang, cho phép rượu vang được oxy hóa. Thường là vang đỏ sẽ thích hợp cho các quá trình này hơn, cho cái cấu tannin mạnh mẽ. Riêng đối với các loại vang trắng, cái lượng tannin không quá nhiều vào. Và chủ yếu là rượu còn rất là trẻ và rượu chua cực kỳ cao, cho nên thường ít sử dụng với lại máy chip decanter hay cho rượu vang thở. Một vài ví dụ để vang trắng cũng có thể được sử dụng để thở hoặc là sử dụng máy chip decanter đó là các loại phun và đen hoặc là từ các nhòi Chardonnay. Đặc biệt đối với rượu vang trẻ, việc oxy hóa tăng lên cũng làm mềm tannin ra và cho rượu vang được mượt mà hơn, tăng hương vị hơn. Nhiều nhà nghiên cứu đưa ra rằng việc thưởng thức rượu vang đa số là từ hương vị. Qua đó đã thấy được quá trình sụp khí trong rượu vang cần thiết như thế nào, ảnh hưởng tới cả mùi rượu và các tính chất như ethanol và lumen nhằm tăng mạnh các điểm từ trong nhâm cho rượu. Tôi xin hết được đọc hợp cái loại sản phẩm mang tính thương hiệu của Casawai này. Đây, trong hợp hợp chiếc thì đặt tên VC sẽ như thế này. Đầu tiên sẽ là nhân vật chính của chúng ta, chúng ta đổ đây, các bạn thấy lại thủy tinh trong suốt cực kỳ sang trọng với một cái viên cao su rất là chắc tay, rất là chắc tay. Tiếp theo đó là bộ lọ lọc cắt từ rượu vang. Đó, đây là tờ hướng dẫn tất cả sản xuất. Và họ rất chỉnh tu cho chúng ta thêm được một cái túi để đựng khi chúng ta đi tiệm có thể sử dụng được cực kỳ nhiều. Đây là cuối cùng, đây là cái đế. Trong khi chúng ta dùng tiền rất khả năng là nếu chúng ta sử dụng bộ máy chip decanter này mà chúng ta không có cái đế thì bị rò rỉ rượu lên mặt bàn. Cũng như cái đế thì sẽ giúp chúng ta được sạch sẽ hơn. Ở đây, để chọn bộ. Bên trong một cái hộp máy chip decanter sẽ như thế này. Chúng ta cùng đến những thực tế với một máy chip decanter. Để tôi đăng lên hộp chai Viacon Cabernet Sauvignon. Để đủ vị trí này, cao. Đấy, các bạn có thể nghe được cái tiếng sụt khí nó rất là nghe rất là đã tai. Để chỉ các bạn ở đây cảm nhận được cái vị mùi hương bốc ra rất là thơm. Như các bạn đã nghe thấy, sau khi sử dụng loại máy chip decanter này sẽ tạo những cái một tiếng nghe rất là đã tai và có thể đẩy nhanh được quá trình thở hơn so với nhiều so với loại máy chip decanter truyền thống. Nói đi cũng phải nói lại, việc sử dụng một cái loại decanter truyền thống như thế này có thể cho chúng ta một trải nghiệm rất là sang trọng và giống như một buổi tiệc có thể kéo dài được thời gian rất là lâu thì việc sử dụng những máy decanter truyền thống là giải pháp rất là tốt. Nhưng những quốc tiền chúng ta khi mong sử dụng một chai rượu rồi, nếu mà sử dụng một chai rượu nữa thay vào đó mà việc chờ quá lâu có thể làm ảnh hưởng đến thời gian của quốc tiền thì chúng ta có thể sử dụng một chiếc decanter để rút ngắn được khỏi thời gian sử dụng một chai rượu một cách nhanh nhất và hương vị mình vẫn giữ được cái độ tốt từ chai rượu. Tùy theo thời lượng quốc tiền cũng như nhu cầu các bạn sẽ chọn những việc một chiếc decanter hoặc là loại decanter truyền thống như thế này. Và chi tiết đó các bạn có cần sự tư vấn tốt nhất và chú đáo nhất, các bạn hãy liên hệ với Casawai của chúng tôi.